Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Tài sản đặc biệt của quốc gia và sự vòng vèo trục lợi. Thưa quý vị và các bạn, trong phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa 13, Tổng Bí thư yêu cầu nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn về sở hữu toàn dân về đất đai do nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý thêm một số vấn đề, trong đó có nội dung về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai. Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân và nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Tổng Bí thư lưu ý, đã nhiều lần nhắc lại câu nói của các Marx rằng, lao động là cha, đất đai là mẹ của của cải vật chất. Nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất. Thực tế, thời gian vừa qua, nhiều vụ án xảy ra đều liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, trong đó có những vụ việc liên quan đến cả cán bộ, lãnh đạo làm công tác quản lý. Không ít vụ việc khi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ mới lộ chân tướng của sự trục lợi, biến đất công thành đất tư, khiến nhà nước thất thoát tài sản, còn cá nhân thì giàu lên phi pháp từ đất. Những màn hô biến đất công thành đất tư với những chiêu trò lòng vòng góp vốn liên doanh, liên kết, thành lập doanh nghiệp, sau đó rút vốn bán cổ phần, một sự vòng vèo nhằm trục lợi từ đất. Có thể thấy, việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất rồi bằng những cách thức lòng vòng đã chuyển giao quyền sử dụng đất từ đất công sang đất tư, từ người này sang người khác. Như vậy, tài sản là quyền sử dụng đất có thể dùng để góp vốn vào doanh nghiệp. Quyền sử dụng đất đó được chuyển từ người góp vốn sang cho doanh nghiệp và trở thành tài sản của doanh nghiệp. Với những lỗ hổng về chính sách, sự thoái hóa của một bộ phận cán bộ, lãnh đạo đã hình thành những nhóm lợi ích, cấu kết biến đất công về tay của tư nhân với giá rẻ mạt. Đó có thể là hình thức góp vốn thành lập những doanh nghiệp liên doanh công tư rồi thoái vốn bằng cách chuyển nhượng cổ phần. Điển hình là vụ đất vàng số 8, 12 Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đất công, sau một vòng tròn lòng vòng đã trở thành đất tư. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị xử 8 năm tù về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Hay như vụ án hô biến 43 hectare đất của Bình Dương từ đất công thành tư, nhiều lãnh đạo tỉnh đã vướng vòng lao lý. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty mùng 3 tháng 2 trực thuộc tỉnh ủy Bình Dương quản lý và sử dụng 43 hectare để làm dự án. Sau đó đã cho phép Tổng công ty mùng 3 tháng 2 góp vốn thành lập liên doanh với công ty Âu Lạc tư nhân để kinh doanh. Và diễn biến sau đó là sự thoái vốn. Tổng công ty mùng 3 tháng 2 đã thoái vốn. Từ đây, khu đất 43 hectare, nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, chính thức rơi vào tay tư nhân. Một mánh lưới thứ hai cũng cần được nhận diện, kịp thời bịt lỗ hổng. Đó là sự hợp thức hóa việc giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá, lợi dụng để trục lợi, làm thất thoát tài sản của nhà nước. Chưa hết, đó có thể còn là thủ thuật bằng cách nào đó để việc tổ chức đấu giá thực hiện nhiều lần nhưng không có đơn vị, doanh nghiệp nào đăng ký tham gia đấu giá. Sau đó giao cho doanh nghiệp không thông qua đấu giá. Một dạng vi phạm nữa là cố tình áp giá trái quy định, giúp doanh nghiệp hưởng lợi trái luật. Trong hầu hết các vụ án đều cho thấy, dù nắm rõ quy định pháp luật về việc xác định giá đất khi giao đất phải đảm bảo nguyên tắc định giá đất theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Nhưng trong nhiều vụ án, họ đã cố tình áp giá không đúng để cùng hưởng lợi. Vẫn còn rất nhiều thủ đoạn khác nhau ở một số vụ án làm thất thoát tài sản của nhà nước về đất đai. Thay nhận diện bất cập, kiến nghị hoàn thiện chính sách, bịt lỗ hổng, một số cá nhân, cán bộ, lãnh đạo lại xem đó là cơ hội để cấu kết trục lợi từ đất, dẫn tới tù tội vì đất. Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua, có tới hơn 70% số vụ tố cáo khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai. Vì vậy, theo Tổng Bí thư, việc tổng kết thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 về đất đai lần này là một yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời bảo đảm hài hòa các lợi ích của nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
dùng bằng giả để tiến thân, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường bị khởi tố. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đoàn Đình Thanh, 60 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Trần Lãm về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức được quy định tại khoản 1, điều 341 Bộ luật hình sự. Trước đó, đầu năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình nhận đơn thư của người dân tố giác ông Đoàn Đình Thanh cùng một số cán bộ phường Trần Lãm có dấu hiệu sử dụng bằng cấp giả để tiến thân. Kết quả xác minh điều tra cho thấy ông Thanh đã có hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Theo đó, vào tháng 2 năm 2020, ông Thanh đã sử dụng bản gốc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc ghi là Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình cấp đã được xác định là bằng giả để sao y chứng thực tại Ủy ban Nhân dân phường Trần Lãm. Sau đó, ông này sử dụng bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc giả trên để bổ sung vào hồ sơ ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ phường Trần Lãm, nhiệm kỳ 2020-2025, nộp cho Ban tổ chức Thành ủy Thái Bình thông qua Văn phòng Đảng ủy phường Trần Lãm. Được biết, ông Đoàn Đình Thanh nguyên là sĩ quan quân đội xuất ngũ. Khi trở về địa phương, ông Thanh có tham gia vào đội an ninh trật tự, đội trật tự đô thị của phường Trần Lãm. Ông Thanh đã hai lần được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trần Lãm, một lần được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của phường này. Tại thời điểm Đại hội Đảng bộ phường Trần Lãm nhiệm kỳ 2020-2025, do không đáp ứng về độ tuổi, nên ông Thanh được quy hoạch và sang công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và được bầu giữ vị trí Chủ tịch. Ùn tắc kéo dài tại các trạm thu phí, nhà đầu tư đối phó trốn xả trạm. Thưa quý vị, chiều mùng 2 tháng 5 là ngày gần cuối dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Lượng ô tô lưu thông hướng Hà Nội trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai tăng cao. Tại trạm thu phí KM6 phía cuối tuyến đường này đặt trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lượng xe phải xếp hàng dài km trả phí qua trạm. Nguyên nhân chính do đây là tuyến cao tốc duy nhất từ Hà Nội đi các tỉnh thành phía Bắc chưa áp dụng thu phí không dừng ETC, dẫn đến tất cả ô tô qua đây phải dừng lại trả tiền mặt. Đến 16 giờ ngày 2 tháng 5, nhân viên trạm thu phí đã dỡ giải phân cách giữa, mở thêm các làn đường ở chiều đường đối diện để xe đi qua trạm. Cùng với đó, bố trí thêm các cửa đưa vé, trả phí tiền mặt lưu động để phục vụ các làn đường mở thêm này. Trao đổi với phóng viên báo chí, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông C08, làm nhiệm vụ trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 2 tháng 5, lượng xe trên tuyến này tăng cao gấp đôi, gấp 3 so với ngày thường. Riêng tại trạm thu phí IC9 Phú Thọ, do lượng xe tập trung đông và kéo dài trên 700m, nên ngày mùng 1 tháng 5, đội cảnh sát giao thông số 1 C08 lập biên bản yêu cầu đơn vị quản lý xả trạm gần 1 giờ. Ông Thắng thông tin, ngày mùng 2 tháng 5, tại trạm KM6 Hà Nội cũng xảy ra tình trạng xe tập trung đông để trả phí. Tuy nhiên tại đây, đơn vị quản lý đã đưa ra các hình thức thu phí có tính chất tình thế như bố trí thêm làn đường ở chiều đối diện, đưa vé, trả phí lưu động đã tránh được tình trạng ùn ứ kéo trên 700m trong chiều mùng 2 tháng 5. Một số chuyên gia giao thông và pháp lý cho rằng đây chỉ là sự ứng phó để trốn xả trạm của các nhà đầu tư, thậm chí còn trái với các quy định chủ trương của chính phủ. Luật sư Bùi Sinh Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội cho rằng, để tạo minh bạch và giảm tình trạng ùn tắc tại trạm thu phí, chính phủ đã yêu cầu từ năm 2019, tất cả các trạm thu phí đặt ở quốc lộ, cao tốc trên cả nước phải áp dụng thu phí công nghệ không dừng ETC. Vậy tại sao trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn chưa áp dụng, thậm chí khi ùn tắc còn nhân rộng làn thu phí bằng tiền mặt? Hơn nữa, theo ông Quyền, chiều đường đối diện của cao tốc được thiết kế để xe lưu thông thuận chiều. Khi ùn tắc xảy ra, đơn vị quản lý trạm lại cắt ra một đoạn để cho xe đi ngược chiều vừa sai thiết kế, vừa gây khó khăn cho phương tiện đi trên làn đường này. Ở tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình, tuy đã áp dụng thu phí ETC ở một số làn, tuy nhiên, việc bố trí các làn không hợp lý, đồng bộ, khiến các dịp lễ vừa qua, trạm thu phí Cao Bồ, khu vực cuối tuyến đường, thường xuyên xảy ra ùn tắc. Cụ thể, trạm cuối tuyến và mỗi chiều đường đang có từ 5 đến 7 làn thu phí, nhưng tại đây chỉ được bố trí duy nhất một làn thu phí ETC. Trong khi đó, trạm vào đầu tuyến phía Hà Nội có tới 5 làn ETC. Tình trạng này làm cho tất cả các xe dán thẻ ETC đi trên tuyến khi qua trạm Cao Bồ bị thắt nút cổ chai, xếp hàng đi vào làn ETC. Trước tình trạng ùn tắc kéo dài,
trong sáng 30 tháng 4, Cục Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến đường đã lập biên bản đơn vị quản lý và sau đó đã xả trạm. Đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam VATA cho biết, là đơn vị trực thuộc nhà nước nhưng Tổng công ty VEC đang là đơn vị né chậm trễ nhất trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước về ứng dụng công nghệ thu phí không dừng để tạo minh bạch, tránh ùn tắc. Đại diện VATA cho rằng, thời điểm chính phủ yêu cầu ứng dụng ETC trên các tuyến cao tốc, quốc lộ đã qua hơn 2 năm, nhưng hiện 5 tuyến cao tốc do VEC đầu tư, quản lý, chỉ có tuyến Cầu Rẽ, Ninh Bình là áp dụng công nghệ thu phí ETC. 3 tuyến còn lại gồm Nội Bài, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bến Lức, Long Thành và Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây chưa thực hiện. Với tuyến Cầu Rẽ, Ninh Bình, tuy đã lắp đặt nhưng chỉ mang tính đối phó. Khi toàn tuyến có tổng cộng 40 làn xe tại các trạm thu phí, nhưng mới có 15 làn trong tổng số này có ETC. Với trạm Cao Bồ thì chỉ có một làn duy nhất cho mỗi chiều đường. Trong khi đó, ô tô dán thẻ thu phí không dừng đi lại trên đường được tính toán là trên 50% số lượng xe. Với các trạm thu phí trên cao tốc khác, số làn ETC cũng đã đáp ứng được 50%. Riêng tuyến Hà Nội, Hải Phòng được yêu cầu mùng 1 tháng 6 phải áp dụng thu phí ETC trên tất cả các làn. Đại diện VATA thông tin, lý giải về việc vì sao đến nay phần lớn các tuyến cao tốc do VEC xây dựng, quản lý vẫn chưa áp dụng thu phí không dừng. Đại diện Tổng công ty VEC cho biết, hiện nay phương án tài chính qua thu phí của các dự án VEC triển khai chỉ được quy định để hoàn vốn dự án, không được trích để đầu tư cho công nghệ, hạ tầng, thay đổi phương án thu phí. Do vậy, thời gian qua, các tuyến cao tốc do VEC quản lý đã bị chậm ứng dụng công nghệ. VEC đang đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp tháo gỡ cho việc này.